Chào tất cả các bạn nha. Hôm qua trong lúc mình đang lướt Facebook á, thì mình lướt ngang qua cái trang Cộng đồng Cầu Lông Việt Nam mua bán vãng lai á, thì trong đó mình tình cờ mình thấy có được một cái câu hỏi khá là hay. Đó chính là Vertflex và Vertflex là cùng hãng hay là khác hãng? Nghe xong mà các bạn thấy tò mò đúng không? Thì sẵn tiện mình làm cái video ngày hôm nay á, là mình giải đáp cho các bạn về cái câu hỏi thú vị này luôn nha. Bắt đầu với thương hiệu Flit, thì Flit là một cái thương hiệu cầu lông đến từ Taiwan, Đài Loan nha các bạn nha. Thì nếu mà long thủ nào chúng ta có cái tuổi đời chơi cầu lông lâu á, như là anh Tuấn Anh đâu này nọ, thì vào những cái năm 2010 đến 2015 á, thì ngay tại cái thời điểm đó thì cái nền cầu lông ở Việt Nam của chúng ta nó chưa có phát triển mạnh đâu. Những các cái thương hiệu lớn như cái thời điểm bây giờ như là Yonex, Linen, Victor đâu, thì họ thấy thị trường Việt Nam chúng ta chưa có phát triển mạnh á, nên họ chưa có đưa nhiều các cái sản phẩm của họ vào. Nên chính vì vậy tại cái thời điểm bấy giờ là có hai cái thương hiệu chuyên sản xuất vợt được ưa chuộng nhất tại Việt Nam luôn, đó chính là ROA, là chuyên sản xuất những cái cây vợt có độ bền bỉ rất là cao nè, và thương hiệu còn lại chính là Flit, là chuyên sản xuất ra những cái cây vợt cho cảm giác đánh rất là ngon, cầm vào đánh rất là thoát tay, được rất là nhiều người chơi ưa chuộng nha các bạn nha. Thì tính cho đến thời điểm hiện tại, thương hiệu Flit của Đài Loan này á, đã sản xuất ra được một cái cây vợt huyền thoại và nâng cấp qua từng đời luôn, đó chính là cây vợt Flit Woven 1000. Nhưng mà sau đó là vào năm 2021 á, là mình thấy là tự nhiên sau có cái thương hiệu Flit, lúc đó mình cũng thắc mắc là ủa, Flit là Flit, không lẽ người ta viết bị lộn hay là nhìn nó dễ giả sao các bạn. Thì lúc đó mình cũng thắc mắc nhiều lắm, xong rồi mình mới tìm hiểu thông tin, là mình biết Flit là một cái thương hiệu vợt cầu lông đến từ Malaysia các bạn nha. Thì du nhập các sản phẩm vào thị trường Việt Nam 2021, thì tại cái thời điểm đó thì Flit họ mới bắt đầu, họ mở rộng thị trường thôi đó, và họ chưa có nổi lắm. Và sang năm 2022 đến tận thời điểm hiện tại luôn, thì các bạn có thể thấy là những cây vợt Flit trên thị trường của chúng ta đang rất là nổi. Thì Flit đầu tư cho rất nhiều các vận động viên tầm cỡ trên thế giới hiện nay, các bạn có thể thấy như là cái vận động viên Sisa Rusta Vito của Indonesia, anh ta sử dụng cái cây vợt gì quên tên rồi, đập được 400 km/h, một cái tốc độ rất đáng kinh ngạc nha các bạn nha. Và ngoài ra thì chúng ta có đơn nữ hiện đang thi đấu cái giải ở World Tour Final Busanan Ampat Lumphun của Thái Lan á, là cũng đầu quân cho Flit. Và đặc biệt nhất đó chính là thần búa GoVSM của chúng ta cũng đang thi đấu cho cái thương hiệu Flit này nha. Thì mình có làm một cái video về cái cây vợt Flit Woven TG Power của GoVSM rồi, các bạn có thể xem tại đây. Cây vợt đó đánh cũng khá là ngon, khá là thoát tay luôn. Quay trở lại với cái câu hỏi ban đầu của chúng ta, đó chính là vợt Flit và vợt Flit là cùng hãng hay là khác hãng. Thì đáp án chính xác nhất của chúng ta đó chính là hai cái thương hiệu này là nó có chung nguồn gốc các bạn nha. Thì hồi xưa khi mà cái thương hiệu Flit đó, nó có một cái trụ sở chính ở Đài Loan, xong rồi sau đó là họ thấy phát triển, xong rồi họ muốn đặt thêm một cái trụ sở mới nữa. Thì cái trụ sở mới này là nó nằm ở Malaysia, Flit Malaysia nha. Kể từ năm 2015 trở đi á, như nãy mình có nói á, là Yonex, Linen, Victor họ du nhập các cái mặt hàng của họ vào thị trường Việt Nam. Sau đó là Flit họ không có, các cái sản phẩm của họ nó không có được hot và nó không có cạnh tranh lại so với những cái ông lớn đó nữa. Nên chính vì vậy á, là họ bị chìm đi hẳn luôn, là chỉ có cái cây vợt duy nhất là Flit Woven 1000 là xong các cái đời là nó mới bán được nhiều hàng thôi. Còn lại mình thấy là đa số không có cái cây vợt Flit nào nổi trên thị trường hết trơn á. Nên chính vì vậy sang năm 2021 thì họ muốn có một cái gì đó đổi mới, thì họ đổi một cái tên mới. Và các cái mẫu mã không chỉ là các cái sản phẩm vợt đâu, các cái sản phẩm giày, ba lô, túi đồ này nọ, thì Flit có một cái sản xuất hoàn toàn mới, hoàn toàn khác luôn so với Flit ở Taiwan các bạn nha. Họ muốn dùng cái thương hiệu Flit mới này để mở rộng ra không chỉ là ở Việt Nam và trên toàn thế giới luôn. Như các bạn có thể thấy là các vận động viên trên thế giới hiện nay là họ đâu có còn thi đấu cho Flit nữa đâu, là chỉ toàn có Flit thôi, như nãy mình có kể phía trên nha. Tổng kết lại là Flit và Flit là nó có chung nguồn gốc, nhưng mà trước đó là Flit đã yếu đi rồi, nên là họ muốn mở ra một cái thương hiệu mới Flit đánh vào thị trường Việt Nam. Và hiện tại như các bạn có thể thấy là cái thương hiệu Flit giờ nó đã lớn mạnh hơn cả Flit luôn rồi. Đặc biệt là trong tuần vừa qua là Vinbee bên mình về được rất là nhiều các cái mẫu vợt, các cái mẫu giày, các mẫu ba lô, các mẫu túi đến từ thương hiệu Flit này, cực kỳ đẹp luôn các bạn nha, và giá cả cũng vô cùng phải chăng luôn. Rồi, các bạn còn chần chờ gì nữa, lên ngay shop Vinbee để sắm cho mình một cái cây vợt thật ưng ý nào. Let's go!